Alo, chị đang ở nhà nghỉ Kỳ Duyên phải không ạ? Nhà nghỉ Kỳ Duyên à? Chị đang ở Cầm Đường mà. Ở đâu ạ? Cầm Đường. Thế nó là đường gì nhỉ? Sao em nghe lạ lạ nhỉ? Chị có mua chứ không? Chị vừa đặt Grab đúng không? Chị đi vô trong Phụng phải không ạ? Chị vào khu này đúng không ạ? Ok, đến nơi rồi. Ok. Được rồi. Em đợi em tí em đổi cái tiền nhỉ. Chị đổi của anh tài xế giúp em với. Đủ không anh? Đổi giúp em với. Anh ơi, có số tài khoản chị lấy cho tài khoản được. Thế chị chuyển cho em số tài khoản được, chị bắn tiền cho em được. Đúng rồi, đúng rồi. Ờ, chào chị ạ. Không chuẩn bị ít tiền lẻ nào là khổ đấy các bạn ạ. Không chuẩn bị ít tiền lẻ nào là khổ đấy. Trời ơi là trời. Từ lần sau đi là phải chuẩn bị kỹ tiền lẻ, chứ không thì cũng vỡ mồm đó. Cảm ơn ạ. Ui giời. Đây. Đã lấy đơn. Bây giờ là xem nào, 10:35, ok, chấp nhận 10 phút được, không sao cả. Em lần đầu tiên trong cái đợt mình đi lấy đơn ở Fielding T là lần này là đúng hẹn đầu tiên đấy các bạn. Chưa có lần nào là đúng hẹn đâu, lần này là đúng hẹn đấy. Tại vì đầu năm thì mình chưa biết là có đông hay không, nhưng mà đến quán là có mỗi mình đã nên là đã thấy đã nhanh rồi. Ok. Tưởng có phút nhưng mà hôm nay không có phút cho lắm. Ô, thế được rồi. Đi giao đồ đây. Vâng, chị xuống sảnh B lấy đồ giúp em nhé. Vâng, B đây. Chị này bánh của chị 57.000. Chị bài. Chị tưởng bo cho 3.000. À chị à, chán nhỉ. Ôi. Mình cũng sòng phẳng mà, ai cho thì mình lấy thôi, còn không cho thì thôi, trả lại khách. Ok, xong. Đấy là của Phúc Mai này nè. Số 1 Trung Văn. Ok. Thì mình sẽ qua đón họ. Họ ghi là số 1 trường cao đẳng, số 1 Trung Văn. Thì chắc là bên đằng trên kia rồi. Họ đặt GrabPay thì mình cứ qua cổng trường thì mình điện cho họ thì mình ra. Ok. Trời này hơi mưa mưa. Bọn em chạy đến chiều chị ạ? Vâng ạ. Buổi trưa bọn em chạy đồ ăn nhiều ấy, đến cái tầm này nó cũng đỡ đỡ rồi thì đã bắt đầu là chạy GrabBuy. Dạ.
đây đây, kể cho. Vâng, chào chị ạ. Vâng ạ. Đấy, xong một cuộc xe 16 ngàn các bạn ạ. Nói chung là chở những người ta lịch sự ấy. Sướng cái khủng luôn. Ok, ok, lô rồi này. Các bạn ơi, lô rồi. Xem lao ở đâu, ai già. Số 15, lô 6, khu đô thị An Lạc. 15.000. Ôi trời ơi, mưa mưa. À đây, 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 đây. Chị đang Grab bay đúng không? Của chị về Hồ Gươm, Plaza, Big C, Trần Phú, Hà Đông đúng không? Xíu cơ. Dạ. Cần mũ không ạ? À vâng, quên mất đấy. Ngoài thể ở đây cơ. Rồi em gửi. Ok. Ok, đi nhá. Ở đây mấy cái số này nó phân nó không thành từng chẵn lẻ. Em đi đúng một vòng mới thấy luôn. Không hiển thị. Em vừa đi qua 14 xong. Thì chị bảo 14 này có 2 số, 14 này là con số ở gần thôi. À. Số ở đây tại giờ nó vẫn đang lung tung quá. Đường. Ok. Chứ đó mặt này hay mặt kia chứ? Ok. Big C. Cổng này gì ạ? Ok. Ôi trên này tí nó lại vướng đúng vào cái tầm xe của người ta. Ok, thuận lợi. Xe xe limousine kia đúng không? Chị về quê ạ? À? Bây giờ xe mấy cái xe này nó toàn đón mà. Gửi cầm cho em. Vâng. Người đó nhìn lại chị. Em gửi. Chào chị nhé. Đúng xe bên đường không? Đó. Đúng xe kia à? Chị có sao không? Em cua lại mà. Lên đây em đèo sao? Đi đi ạ. Vâng. Mình đèo xa nhưng mà người ta không sang thôi vậy. Nhiều khi gắn lăng tí. Đó. Rồi ơi. Ôi giời ơi, hết pin rồi. Bây giờ làm nào bây giờ? 28%. Ga nghỉ Kỳ Duyên đi đâu đây? Phúc Diễn, ok, chắc được lốt không phải. Chắc lốt cô xe thôi các bạn ạ. Lốt cô xe là hết pin. Ga nghỉ Kỳ Duyên Mỗ Lao, ok, biển cho khách này đã. Alo. Alo, chị đang ở nhà nghỉ Kỳ Duyên phải không ạ? Ở đâu ạ? À? Cầm Nhường. Thế nó là đường gì nhỉ? Sao em nghe lạ lạ nhỉ? Chị vừa đặt Grab đúng không? What the fuck? Cái gì vậy?
Ôi trời ơi, đùa nhau à chị ơi. Đi phục diễn. Hỏi chị ở nhà nghỉ Kỳ Duyên à? Đấy, chị bảo nghe giọng Nghệ An à? Hay Hà Tĩnh? Có đủ. Alo. Alo. Vâng. Ai gọi đấy ạ? Chị vừa đặt Grab bay phải không ạ? Chị ạ. Chị vừa đặt Grab ấy, xe ôm ấy ạ. Bay ạ. Ơ, thế sao lại có số điện thoại của chị vừa đặt Grab bay ở chỗ nhà nghỉ Kỳ Duyên, ở chỗ đường ở chỗ ấy nhỉ? Ô, thế thì ai đặt à? Ô, vâng vâng, ok chị. À, đủ, bây giờ làm nào? Trời ơi, cái cuốc xe của tôi điên. Pin còn 22% mà bây giờ không điện được khách, bây giờ nhắn tin nhá. Bây giờ thì nhắn tin nhá. Alo chị ơi. Chị đang ở đâu ạ? Để xem nhắn tin là bài nhắn tin lại như nào nhá. À đủ. Đùa nhau à? Trời ơi, đau đầu thế nhỉ. Em đang ở nhà nghỉ đấy. Alo. Alo, chị đang ở đâu đấy ạ? Alo, chị đang ở đâu đấy ạ? Alo. Người đáp mày chán thế chứ nị. Chị cho em số điện thoại. Em gọi. Alo. Alo. Chị đang đứng ở đâu đấy ạ? Alo ạ? Alo, anh đang ở đâu ạ? Em đang đứng ở chỗ nhà nghỉ Kỳ Duyên đấy chị, như trên app chị đặt đấy ạ. Anh ơi, anh là trung tâm ngoại ngữ Việt Thắng ấy. Trung tâm ngoại ngữ Việt Thắng ạ? Ok chị ra ngoài luôn nhá. Vâng. Trung tâm ngoại ngữ Việt Thắng. Trên. Đặt đi nhắn đi thì em chịu. Thì em chịu, em đang chạy này, em đi làm sao được chị. Trời ơi. Chị ơi là chị. Đây. Chị đặt Grab đúng không? Ôi giời ơi, em điện vào cái số điện thoại kia này, ai nghe máy. Em điện vào cái số kia của chị nữa, ai nghe máy ấy. Thế bảo nghe ở tận đầu tận đâu ấy. Em đang định hủy cuộc, em nhắn tin trả đây ai trả lời. Em gửi chị. Cầu Diễn, ok chị. Ôi dồi ôi, 60. Diễn đi đường láo tiện nhất chắc là đường này. Ok, đây đi. Chị đứng ở chỗ nào nó quang quang ấy, chị bắt xe cho dễ. Đây là chị đứng ở bên này là bắt xe cho dễ này. Em vòng sang đấy nhá. Của chị 60.000. Pin còn đúng 1%. Xong rồi đến lơi rồi. Chết rồi, không có tiền lẻ. Chị ơi, chị cảm ơn vào cái đổi giúp em được không? Vào quán thịt giúp đổi giúp em đấy. Vâng. Pin còn đúng 1% này các bạn này. Vừa hoàn thành được cuốc xe cuối cùng rồi. Là hết pin đấy.
về rồi anh em, hết pin rồi. Điền chi gì đang chạy ngon pin. Rồi tắt ngay không mà nó lổ bây giờ là chết đòn đấy chứ đùa đâu. 1% pin. Điền chưa đâu ở đâu cả các bạn ạ. Đấy. Đáng nhẽ ra ấy 4 phút nữa là xong. Mà bây giờ chưa đến 12 giờ đâu, hết sạch pin này, bị còn 1% này. Làm nào bây giờ? Đành phải gác kiếm ở đây à? Vẫn được có 9 cuốc. Hay là bây giờ đi kiếm chỗ nào để sạc nhờ cái nhỉ? Bắt đầu thấy bực mình rồi đấy, bực mình rồi đấy. Ok các bạn, thôi video này tạm dừng thôi. Mình đi kiếm chỗ nào để sạc cái pin điện thoại và cái đã. Xong rồi chiến tiếp. Chứ bây giờ mà đi về bây giờ cũng chết đấy các bạn ạ. Từ đây về quê mình là nó rơi vào hơn 30 cây cơ. Đã mất công chạy đây rồi mà tự nhiên hết pin chạy về thì nghe nó buồn quá nhỉ. Ok, thôi lại đi kiếm cái sạc, mượn cái sạc ở đâu rồi sạc tạm vào cái vậy. Ok, ô video này tạm dừng thôi nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Thôi, hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Ok, bye bye.